mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Nắng Ấm của tôi nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục ra đồng mình quay cảnh cắt lúa, thu hoạch lúa miền Tây mình các bạn ơi. Thì như mấy lần trước thì mình quay cho mấy bạn xem về cảnh của máy cắt lúa làm việc nha. Nhưng lần này không phải là máy nữa các bạn. Cái này là cắt lúa bằng tay. Thì hổm gài thì quê mình á, vô mấy cơn mưa rất là lớn, bão luôn á các bạn. Nó giờ là người ta đặt máy cách đây cũng khoảng 2 tuần rồi, người ta bơm rồi nó bể đồng, thế là người ta bỏ máy luôn nè các bạn ơi. Nó các bạn thấy không nè, cái đập nè. Thì trước đây cái đập này người ta cũng có làm một cái cống á các bạn, mà giờ nó ngập hết trơn mấy cái đập khác rồi, thì không tài nào mà bơm được hết. Mấy bạn cũng thấy những cái bờ mẫu rồi đó, nó ngập khỏi bờ mẫu thì mình đi trên bờ mẫu thôi là nó cũng đã ngang đầu gối rồi. Thì lội xuống dưới đó thì cũng khoảng ngang lông quần đó các bạn. Rồi thì đây là cái máy hổm gài nông dân mình đặt bơm nè, giờ là bỏ công bỏ biển hết rồi đó. Rồi thấy chưa, là rất là nhiều máy luôn, chứ không phải là một cái máy này, nhưng mà bơm không được, không nổi, nó bể đập với lại mưa mỗi lúc mỗi lớn á. Rồi cái chỗ này thì nông dân mình đã cắt rồi hết nè các bạn. Rồi mấy bạn thấy lúa chỗ này không đó. Cái chỗ này là hổm gài nó bị chết đó các bạn, để lâu quá nó úng, nông dân mình đã bỏ lại không có cắt nữa. Này nông dân lòi lúa vô các bạn ơi, nó chế nè. Giờ mình lội ra đây quay cảnh lòi lúa cho mấy bạn xem nha. Ây da, sâu quá, nước đây sâu quá. Ở đây sâu quá mấy bạn ơi. Xem cảnh lòi lúa nha. Nào giờ ở trong trong kia không thấy mấy cảnh này, giờ chia sẻ lên cho bà con người ta thấy, quá cực rồi. Dạ. Này lội ướt mình chân các bạn. Thấy mấy anh đó lội ngàn háng hết trơn là mấy bạn biết nó sâu cỡ nào, sâu nha các bạn ơi. Dạ. Dạ. Ngoài này sâu dữ vậy trời. Ấy dạ. Chặt được quầy chuối chín rồi các bạn. Lên đài luôn, ướt quần hết trơn rồi. Ủa có cái xuồng ở trỏng hả dạ? Ủa cao su để gì nó phình vậy đó, đâu sáng tạo rồi các bạn. Đi theo lời lúa với mấy anh em nha. Trời ơi, nó chỉ cần tấm cao su bơm vô cái thảy lúa vô gì là như cái xuồng nha các bạn ơi. Đó. Cái này là lúa của nhà mình luôn hả? Lúa nhà luôn hả? Quá quá cái gì này đâu có đường nào rút kịp hả? Nó này cực dữ à. Kìa, bên kia thì người ta lòi lúa bằng máy các bạn, ta chạy ra dưới sông rồi. Quay phim gửi nước ngoài. Rồi làm mai hết luôn. Rồi muốn Việt kiều hay Mỹ gì là mai hết. Trung Quốc à, Trung Quốc Đài Loan gửi qua hết. Cô này chị này chỉ thích Trung Quốc thôi nha, không có chịu ai đâu nha. Mỹ đen Mỹ trắng cao cỡ nào, bự cỡ nào, bự cỡ không thích nữa nha các bạn. Chị Trung Quốc à, Trung Quốc nó dữ lắm đó nha trời. Sáng giờ cắt xong chưa vậy?
Còn nhiều không, mấy công? Còn công hả? Sáng mình cắt mình ơn mình nhận một công luôn hả gì, hay là cắt chung với người ta? Cắt ơn. Cắt ơn hả? Trời dữ ra. Hơn nữa công hả? Cắt thì lúc mấy giờ tới giờ rồi chị? Sáng sớm hả? 7 giờ chị ra cắt ha. Rồi giờ là đang sáng rồi, chờ xuống cắt tiếp các bạn ơi. Ở bên đó thì cũng có người ăn sáng rồi. Giờ lùa theo cái mấy anh em lòi lúa nha các bạn. Ở đây cũng có một cô em gái đang đi vô để ăn cơm luôn các bạn. Nữ à. Cũng ra đồng cắt luôn, hôm nay mưa quá. Và đây cũng người nữ nữa nè. Giờ lội theo mấy anh em này lội lúa các bạn ơi. Lội ngang long quần cái bò ếch đâu. Lội hết nổi rồi, quýu giò hết trơn. Ủa sao có hai người làm mà chạy? Hai người đủ rồi, còn chưa nhiều người. Dạ hả? Có hai người lòi vô à? Quá trời. Xéo này xỉnh này các bạn ơi. Ây da, ngập mẹ nè, sập tượng mương nữa. Rồi lại đây quay sát sát cho mấy bạn xem nha, cực gì nè. Ây da, chỉ cần thổi lên gì nè các bạn, thổi bự lên cái mình để vô chính giữa, cái cứ để xuống từ từ từ, từ cái là bắt đầu nó phình ra hai bên, rồi đầu nó sẽ nổi, mình đi kéo đi đâu nó cũng đi nha, như chiếc xuồng không các bạn, bắt đầu nãy mình tưởng chiếc xuồng không à. Cái chỗ này nó bị úng rồi nè, nông dân mình bỏ nha, không có đấy, không có lấy nữa. Ra đó là cảnh bà con mình vô ông trống nghỉ để ăn cơm các bạn, nghỉ tay chút xíu ăn cơm. Ở bên đây thì vẫn còn người nha, đi cột lúa lại để cho mấy anh em lòi vô nha. Nói chung mà ăn gì mà thấy ngon lắm á các bạn. Giờ và bên kia vẫn có người đang cắt nữa kìa các bạn. Lên mình ở đây xong là còn ở đâu nữa không? Còn nữa hả? Đù. À bản cũng đang cắt tay nữa đó hả? Trời ơi, không
kìa em, trời ông mưa quá trời. Đây nè, chưa bó nữa nè, nhóc ở trên đóng ở đây chưa bó. Ở đây nè các bạn. Cái này để lâu quá nó chìm dưới là không thấy luôn. Trời ơi, trời ơi. Sao quá. Khúc này có 6 chỗ nó lên thành cây lúa nữa nè các bạn. Vẫn còn mọc ở trong cái bông lúa luôn. Nhưng mà nó lên mầm, nó lên nó nảy mầm ở trong cái thân, trong cái bông lúa mà nó chưa rụng xuống luôn các bạn. Rồi, mấy này móc lên không được. Chắc không được nữa. Úng quá rồi. Chúng ta bỏ luôn. Trời ơi nó sâu. Giờ kiếm cái bờ nào mình leo lên mới được. Trời ơi. Gì mà sâu dữ vậy gì? Dạ. Sáng giờ quần ốc bu vàng nó không nổi luôn đó các bạn. Chứ hồi ở đây là ốc nhiều lắm nè. Chị thấy vậy chứ tối cũng có người đi ra người ta vớt ốc về, người ta lẻ người ta bán các bạn. Bữa nào quay cảnh vớt ốc rồi lẻ ốc cho mấy bạn coi luôn.